Ok anh em ơi, hiện tại ở video này thì Khải sẽ mua set ông bang này 25 kim cho anh em. Nói chung thì ảnh ra 30 kim thì trả giá được 25 kim anh em. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 25 kim set ông bang này nha anh em ơi. Mua hiện tại chính Khải sẽ mang đó là cái bang này đó, tại vì tầm này không có set ông bang này mà ít lắm, hiếm luôn anh em, set hồng mỹ không có luôn nè. Ok, mua thay vào set con này nha anh em. Tại hiện này thì đang xài set thường thôi, phải mua thay vào con này 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 đó, nó sẽ trâu hơn một chút đó nào, khác hoàn toàn set thường nè. Đây, cái này set ông bang mới mua rồi nè. Nói chung là gọi là cũng được thôi, gia truyền thì hơi min thôi, còn lại tất cả cũng khá ok. Khán cả 4 bộ lại gia truyền thì được khán cả 19 rồi nè, thêm khán lôi 10 từ gia truyền nữa thì bằng set này thì khán khá là đẹp đó. Còn mang set này nè mà đợi coi mặt nạ nữa rồi. Đó, mặt nạ được khán đẹp không đó, set hồng mỹ rồi nè. Rồi còn mang lại set này thì nó set thường thôi, set thường thì khá là rẻ rồi nè, set thường này khoảng 1 triệu thôi, 15 kim thôi. Đây, set thường, set thường được khán khá là thấp. Set thường thì đó, set thường được khá là thấp nè, 75, 66. Mà sinh khí là mất 200. Giờ mang set như này vô thì gia truyền nè, máu thì lên được 8k2. Đó. Rồi ok, mang set này nha nè, đẹp luôn. Ok em ơi, kháng khá ok rồi, kháng đẹp luôn em ơi. Hồng mỹ nó mới đẹp, còn set kia nó cùi quá. Còn set này Khải sẽ bước lại cho Thiếu Lâm thôi. Thiếu Lâm Khải thôi. Đây là Thiếu Lâm thôi. Vừa mua 25 kim thì nó khoảng tầm dao động khoảng 25 thì dao động khoảng tầm gần 1 triệu 8 rồi nè. Gần 1 triệu 8 cũng được, thêm vài trăm nhưng mà mình xài được cái set đẹp rồi nè. Rồi giao dịch cái set ăn bang này là cho con Thiếu Lâm. Set thương này khoảng 1 triệu thôi, set kia khoảng 1 triệu 8, chênh lệch khoảng 800 nghìn. Nói chung là mua được bao nhiêu là có nhiêu nè, không phải rớt đâu nè. Mua người ta có bao nhiêu là mình chơi bao nhiêu thôi, không phải rớt đâu. Rồi ok. Đây, xong set đồ đó nè. Thiếu Lâm thì vẫn giữ nguyên set ăn bàn này như cũ. Rồi bao tay, nón, đai lưng, áo, đao, giày. Hiện tại trên kênh YouTube cũng có khá nhiều anh em hỏi hạt Thiếu Lâm của Khải nè. Nhưng mà Khải đang suy nghĩ thử có nên bán hay không. Nếu mà bán thì Khải sẽ cho Thiếu Lâm bỏng. Đó, con này là chuyên Thiếu Lâm đao. Con này là chuyên Thiếu Lâm đao anh em. Đây chính Thiếu Lâm đao anh em. Con này là chuyên Thiếu Lâm đao. Bao tay hồi trước Khải mua 2,5 triệu. Nón Khải ép gần 3 triệu. Đai lưng này khoảng 1 triệu nhưng mà tầm này rẻ rồi nè. Tầm này khoảng tầm rớt khoảng còn 1/2 giá thôi, không phải như hồi trước nữa. Tầm này thì rẻ rồi. Này rẻ bé rồi. Đây, ở video này thì không có gì hơn, Khải vừa mua một set ăn ban hiệp hồng mỹ rồi nè. Đó. Anh em xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi. Lần này đầu tư Khải sẽ đầu tư con cái ban nha. Bao tay, áo, giờ kiếm thêm cái đai lưng đỉnh khái nữa nè. Ok nha nè, lưng đỉnh khái nữa. Rồi, ok rồi.